Hôm nay em có xem lại trên một cái kênh của em mà có bác hỏi là nó làm bằng cái gì mà đắt thế. Bác hỏi em như thế thì đây em sẽ giải thích cho các bác đây. Nó chỉ là một cái tấm, nó giống như một cái tấm giấy bóng của các bác thôi, nhưng mà trên cái tấm phim này, tấm giấy bóng này nó sẽ được nó sẽ có những cái trang bị của những cái công nghệ phim hàng đầu của 3M đây. Đấy. Lại tao em lại nói là trang bị những công nghệ hàng đầu của 3M vào trong cái tấm phim này, bởi vì như bình thường cái tấm phim của bác đây nó sẽ như một cái tấm đây, tất cả đều là như một cái tấm ni lông đúng không bác? Đây. Đấy. Thì sau khi mà đây là cái dòng phim của hãng thì em cũng chưa biết là cái dòng phim gì. Và đây là cái sau khi đi qua cái máy test thì các bác đã để ý thấy cái chỉ số nó sẽ thay đổi. Đấy, độ cách nhiệt rất là thấp, độ chống tia UV cũng gần như là không có. Đấy. Còn sau khi mà đi qua cái tấm phim của 3M thì nó sẽ như nào? Đây là cái tấm phim mà em chưa cắt từ cái cuộn phim của em ra nhé, thì các bác có thể nhìn thấy đây. Đấy. UV sẽ là 100% và IR nó sẽ là 98%. Đấy, anh em có thể thấy sự khác biệt hoàn toàn không ạ? Đó, UV này và cái nhiệt, hai cái chỉ số nó khác hoàn toàn với nhau đúng không ạ? Và còn có nhất là những cái dòng phim khác nữa, ngoài bên em còn có 3M và Nikko này và Kunlak này, thì mỗi dòng phim nó sẽ có một cái chất lượng khác nhau, giá thành nó sẽ khác nhau, để anh em có thể lựa chọn cho mình một cái lựa chọn tấm phim hoàn hảo. Chẳng hạn như anh em có thể tham khảo đây là cái dòng Nikko này, nó cũng đấy anh em thấy không ạ, cũng giống như một cái tờ giấy bóng thôi, nhưng mà tại sao nó lại là nó có khả năng cách nhiệt. Đấy, anh em có thể thấy đây, sau khi mà đi qua cái máy kiểm tra thông số phim cách nhiệt thì anh em có thể thấy đấy ạ. Đấy, UV vào 100 và cách nhiệt cũng là 94. Đấy. Các bên em là các dàn tất cả đều là dòng phim chính hãng cho anh em, nên anh em có thể yên tâm về chất lượng là cái thứ nhất, và thứ hai là độ cách nhiệt cho chiếc xe của mình. Đấy. Nên là khi anh em mà có dán phim thì anh em có thể tìm hiểu một cái địa chỉ uy tín, chất lượng để mà dán phim cho chính chiếc xe của mình. Cảm ơn anh em.